chơi ác thả 1.000 con sâu. Xa xưa, nông dân miền Nam bang Alabama, Hoa Kỳ đã quen trồng chỉ một giống cây công nghiệp là cây bông. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với cánh đồng bông của chúng ta thế này? Lũ sâu bọ này từ đâu tới mà khủng khiếp quá. Chỉ sau một đêm, chúng đã bám đặt vào hoa bông sắp trổ của chúng ta rồi. Thế này thì làm sao còn cứu vãn được nữa? Chuyện quái gì thế này chứ? Trời ơi, nhìn trứng sâu này, nó có màu trắng khác gì màu của bông cơ chứ. Lũ sâu lại đẻ trứng đúng vào vụ bông trổ. Thế này thì làm sao chúng ta loại bỏ được sâu? Thật không thể tin nổi vào mắt mình ông John ạ. Lũ sâu bọ đã tàn phá khắp các cánh đồng. Chúng ta phải mau tìm mọi cách để tiêu diệt chúng. Nhất định phải cứu lấy những cây bông. Đó là mạng sống của tất cả chúng ta đấy. Bác Henry nói đúng. Chúng ta phải nghĩ cách diệt đám sâu bọ. Nhưng lũ sâu này thành tinh thật rồi. Chúng bám kịch thế này, trứng thì nhỏ li ti. E cứu được ruộng bông lúc này là điều chẳng dễ dàng chút nào. Dù thế nào chúng ta cũng phải tìm ra mọi cách để diệt bọn chúng. Tất cả các cánh đồng bông đều sắp đồng loạt trổ hoa rồi. Hy vọng lũ sâu bọ vì sợ nóng sợ khói mà sẽ bỏ đi, chứ sức người đuổi chúng không xuể. Chúng ta đốt thêm nhiều đống lửa viền quanh tất cả các khu ruộng bông. Mọi người nhìn xem, khói nóng quá, đốt lửa thế này đuổi được sâu bọ không thì chưa biết. Nhưng những cây bông sợ chẳng chịu nổi hơi nóng đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên thử cách khác thôi. Cháy rồi, lửa bén vào ruộng bông rồi. Mau dập lửa đi bà con ơi, đừng để cháy lan ra các ruộng khác, chữa cháy không kịp mất. Mau lên, cứu lấy ruộng bông, đừng để lửa lan ra. Nước đâu, cẩn thận không mất trắng bây giờ, thật là tai hại quá đi mất. Mấy hôm nay chúng ta đã thử mọi cách mà chẳng có kết quả gì. Đám sâu bọ nở ra như nấm, giờ đến người nhìn thấy còn sợ nữa, huống chi là mấy cây bông mỏng manh vụ mùa năm nay. Thế là coi như mất trắng rồi. Bây giờ chỉ còn cách hy sinh tất cả các cánh đồng bông đang trồng, thiêu trụi tất cả đi mới giết được bọn sâu thôi. Đằng nào thì chúng ta cũng không thể nào cứu vãn những ruộng bông này được nữa. Chắc phải như vậy thôi, càng cứu vớt càng tệ hại hơn. Đừng lo, năm nay không có lợi nhuận gì, chúng ta phải đem vốn liếng, tài sản dành dụm được đi cầm để có kinh phí và tiếp tục trồng lại bông vào năm sau, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Đằng nào cũng vậy, chúng ta hy sinh vụ năm nay, đốt bỏ sớm sẽ tiêu diệt được lũ sâu bọ phá hoại. Một năm sau, chúng ta đã cố hết sức mình làm việc quần quật trên những cánh đồng, thay xước đất, đốt triệt để xác cây bông từng nuôi mầm bệnh. Đã làm đến vậy mà những mầm sâu bọ vẫn còn lại, và năm nay lại nở ra không kịp trở tay. Bọn sâu bọ chẳng hề hấn gì cả, chúng lại lan ra khắp các cánh đồng và phá hoại bông bằng kịch bản y như năm trước. Thế là trắng tay rồi. Bao nhiêu vốn liếng nhà tôi đều đổ hết vào ruộng bông này, vay mượn khắp nơi, giờ thì coi như mất tất cả rồi. Tất cả chúng ta đều như nhau mà, chẳng ai còn lại gì nữa. Mất mùa tới 2 năm liên tiếp, không biết phải sống sao đây. Nhà tôi cũng vay nợ chồng chất, tình hình này xác định là cả nhà kéo đi ăn xin rồi. Không hiểu nạn gì đang đến với chúng ta nữa. Bao nhiêu lâu nay từ đời tổ tiên chúng ta sinh sống, trang trải sinh hoạt bằng nghề trồng cây bông, giờ biết sống tiếp thế nào đây? Đất đai trồng mãi cũng phải chai mòn, sâu bọ hoành hành là điều khó tránh khỏi. Mấy hôm nay tôi tìm kiếm thì phát hiện có một loại cây tên là đậu phộng, vừa hay có thể bắt đầu vụ gieo trồng ngay lúc này. Bác John nhắc tới cây đậu phộng là cây gì vậy mọi người? Tôi chưa từng nghe nói bao giờ. Bang Alabama chưa bao giờ trồng cây nông vụ nào ngoài cây bông cả. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây đậu phộng, nhưng tôi nghĩ nếu muốn sống sót qua nạn này thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thử thôi, còn hơn cứ ở kêu trời trách phận. Tôi đã đặt mua hạt giống đậu phộng rồi, ai muốn trồng thì đến nhà tôi lấy hoặc đặt mua thêm. Mọi người cố gắng lên, nếu cây đậu phộng có thể lên tốt, ít nhất chúng ta sẽ gỡ gạc được đôi chút. Tôi không tin lắm. Cây đậu phộng là cái gì? Tôi còn chưa thấy mặt lá, sao có thể đặt cược cả vụ mùa và chút vốn liếng ít ỏi còn lại vào đầu tư?
mọi người làm thì làm, tôi thà giữ lại chút tiền phòng thân còn hơn. Đằng nào cũng chẳng còn gì, tôi sẽ thử nghe theo bác John, chuyển sang trồng cây đậu phộng. Tôi thì cũng nghĩ như bác Henry, không dám đánh cược lần nữa đâu. Cây bông trồng bao nhiêu năm, hỏi rõ đặc tính của cây như vậy còn không ăn thua nữa là chuyển hẳn sang một cây giống khác. Dạ, bà con cứ gieo trồng bình thường, vì đậu phộng là giống cây khá dễ phát triển, nên chúng ta chỉ cần chú ý đến lượng nước tưới vừa phải là được. Nhưng vì là giống cây mới, chưa quen đặc tính, nên để ý hàng ngày nhiều hơn. Chúng tôi cũng không biết sẽ ra sao, nhưng cố gắng chăm sóc nó thật chu đáo. Nhìn hạt cây này cũng mập mạp, mùi lại thơm béo ngậy, chắc sẽ là một loại hạt có vị hấp dẫn đấy. Một thời gian sau, cuối cùng đã đến ngày được thu hoạch thành quả. Đúng là bọn sâu bọ chỉ tấn công cây bông, cây đậu phộng chẳng bị hề hấn gì. Đúng thế, thật là may mắn, ông trời còn thương bà con nông dân chúng ta đó. Mình vẫn trồng đậu phộng trên mảnh đất cũ, lại không hề bị lũ sâu đó đụng tới. Chúng tôi đã thử cho tiêu thụ đậu phộng, kết quả là được thị trường rất ưa chuộng. Tôi đồng ý trả cho mọi người gấp 3 lần nếu chúng ta ký tiếp hợp đồng thu mua vụ sau. Tốt quá rồi, chúng tôi rất hy vọng vào giống cây mới này. Nếu tiêu thụ được với giá như vậy, thì lợi tức của chúng ta sẽ đủ để trả hết nợ của 2 năm trước gặp thất bát, mất mùa do sâu bọ phá hoại. Trời ạ, không ngờ những người đổi sang trồng đậu phộng theo ông John lại gặp may mắn như vậy. Biết thế ngay từ đầu mình cũng làm theo, thì giờ đã không bị nợ mới chồng nợ cũ. Tôi còn nhiều hạt giống đậu phộng lắm, bác Mậu đến lấy trồng vụ mới còn chưa muộn đâu. Thương lái họ thu mua giá cao lắm. Ồ, cảm ơn ông John. Nếu vậy thì bác cho tôi một ít hạt giống nha. Mấy năm sau, không ngờ mấy năm đổi sang trồng cây đậu phộng, chúng ta lại được khấm khá lên thế này. Tôi trồng đậu phộng sao mọi người, nhưng đến năm nay cũng đã trả hết được nợ cũ nợ mới do mấy vụ trồng bông thất bát rồi đó. Mừng quá, đúng là ông trời không trị cứu ai được sống bao giờ. Tôi nghe nói cây đậu phộng hiện tại trở thành một loại hạt rất được ưa chuộng ở thị trường Hoa Kỳ và cả châu Âu. Người ta còn dùng hạt đậu làm nhân bánh kẹo, nhân sô-cô-la, hương vị rất thơm ngon. Không ngờ, sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, tưởng đã kinh gia bại sản đó, chúng ta lại có cơ hội đổi đời. Tôi đang ấp ủ một ý tưởng thế này, hôm nay muốn chia sẻ với các cô các bác. Bác cho mau nói đi ạ. À. Tôi nghĩ chúng ta nên trích một phần vốn liếng của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công những con sâu bọ. Bởi nếu không vì những con sâu đó, chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Tất cả người dân bang Alabama chúng ta sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đồng ý, nhất định chúng ta sẽ dựng một đài tưởng niệm thật ấn tượng. Và thực tế đã chứng minh, Alabama hiện tại trở thành một tiểu bang rất phát triển ở Hoa Kỳ. Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nếu trước nghịch cảnh ta không đầu hàng mà phấn đấu vươn lên, chắc chắn ta sẽ khám phá ra những giá trị quý báu. Giấc mộng kỳ diệu. Này, Mosuke, chúng ta đã đi cả ngày đường rồi, trời nắng quá. Hay là mình tạm nghỉ dưới tán cây thông cổ thụ này một lát đi. Cậu nói phải, chân tớ cũng đã trả rời rồi đây. Chúng ta ngồi đây ăn uống một chút cho lại sức. Thôi, tớ chẳng muốn ăn uống gì cả. Tớ sẽ nằm cỡn ra đây một lát. Lúc nào lên đường thì cậu gọi tớ nhé. Chà, cậu chàng Lucy này, mới nói thế mà đã đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Ngủ ngoài trời nắng thế này mà cứ như ngủ trong nhà vậy. Đúng là dễ ăn dễ ngủ thì sướng mà. Mình thì phải căng mắt lên mà trông chừng. Nhỡ may có kẻ trộm nào rình rập quanh đây thì chúng cưỡng hết đồ đạc đi mất. Chỗ này hoang vắng, cứ phải cẩn thận thì hơn. Ôi, Mosuke, cậu làm gì vậy? Đau quá đi mất. Có con ong giò vẽ, tớ sợ nó sẽ chích vào mũi cậu nên mới đưa tay đánh nó. Này, Mosuke, cậu biết không,
mình vừa nằm mơ một giấc mơ kỳ diệu. Để mình kể cho cậu nghe. Mình mơ thấy một cây thông nằm trên đỉnh núi đá cao nhất, rồi tự nhiên xuất hiện một con ong giò vẽ. Nó bay 7 vòng quanh thân cây, rồi cất tiếng nói: "Lucy, ngươi hãy đào chỗ gốc cây này lên đi, có phần thưởng dành cho ngươi đó." Thế cậu có đào lên không? Có chứ, mình đã đào ngay lập tức. Cậu có thấy gì không? Chà, mình đào thật như lời ông giò giả nói. Mình tìm thấy một cái bình lớn đựng đầy tiền vàng. Cả đời mình chưa bao giờ mình được sở hữu số vàng lớn như vậy luôn, ngoại trừ nằm mơ thôi. Đúng là một giấc mộng lạ lùng. Nhưng cậu có nghĩ rằng đây chính là gốc cây thông mà cậu thấy trong mơ không? Nó là cây thông cao nhất trên đỉnh núi đá này. Ở đây lại vừa có con ong giò vẽ mà cậu kể. Hay là chúng mình đào lên thử xem? Ôi dào, nhưng đó chỉ là một giấc mộng du dơ thôi. Cậu tin làm gì cơ chứ? Trời nóng nực thế này, hay lại đi mất công đào đất cho mệt thân. Tốt nhất là chúng ta lên đường đến thành phố, không thì muộn mất. Nhưng mà tớ không nghĩ là có sự trùng hợp như vậy. Có lẽ nào thần linh đã mách bảo cho cậu trong giấc mơ. Nếu cậu không muốn đào thì mình muốn thử đào lên xem sao. Nhưng mà nếu chúng ta không đi nhanh thì trời sẽ tối. Quanh đây chẳng còn nhà trọ nào nghỉ ngơi đâu. Chỉ có ở thành phố mới có chỗ trú chân thôi. Nếu như cậu không muốn đào thử vậy xem giấc mộng có thực hay không, thì chúng ta cứ lên đường. Lúc trở về tớ sẽ làm điều ấy. Nhưng tớ muốn mua lại giấc mộng ban nãy của cậu, được không? Gì cơ? Mua giấc mộng của tớ á? Mình chưa từng nghe một việc tương tự như vậy. Thì nếu tớ đào được vàng thật thì sao? Chúng ta là bạn bè, tớ không muốn cậu bị thiệt thôi. Dạ, thật là một anh bạn sòng phẳng. Người kinh doanh thì phải biết tính toán vậy chứ. Vậy cậu muốn mua giấc mộng của mình bao nhiêu tiền? 10 đồng tiền vàng. Cậu thấy đã hài lòng với giá đó chưa? 10 đồng tiền vàng ư? Cậu không nói giỡn đó chứ? Tớ sẽ không trả thiếu cậu một xu đâu. Hay là cậu muốn nhiều hơn vậy? 10 đồng tiền vàng là số tiền hơn cả mong đợi của tớ rồi. Chả ai lại trả một số tiền lớn như vậy để lấy một giấc mộng du dơ cả. Nhưng thôi được rồi, tớ sẽ cầm để cậu vui lòng. Trên đường đi nếu cậu đổi ý thì bảo tớ nhé. Không đâu, coi như việc mua bán đã chốt rồi nhé. Giờ chúng ta đi thôi. Này Mosuke, cậu nhìn gì vậy? À không, chúng ta đi thôi. Kẻ khố rách áo ôm như ta tại sao không thử vận may một lần cơ chứ? Hắn còn bỏ ra những 10 đồng tiền vàng để mua giấc mơ cơ mà. Còn ta chẳng mất gì, cũng có thể chiếm lấy kho báu nếu nó tồn tại. Nào, thử đào dưới gốc cây thông xem nào. Trời ơi, chẳng lẽ giấc mộng vô vơ đó là có thật? Thế thì trong này là một kho báu vàng ư? Ta giàu rồi, Casimon ta đã đổi đời rồi. Thần thánh đã ban phước lành cho ta. Từ đây cả cuộc đời ta sẽ sống trong sung túc và hạnh phúc. Ta muốn mua cả quán trọ này, ông có bán không? Dạ. Thế quý khách có thể trả tôi bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đây đã đủ cho người chưa? Dạ vâng, thế là đủ rồi. Cả quán trọ này sẽ là của quý khách. À không, của ông chủ. Ngài có cần gì nữa không ạ? Mau gọi một gánh hát, toàn những mỹ nữ xinh đẹp đến đây cả hát, hầu hạ cho ta vui vẻ. Có bao nhiêu rượu ngon, đồ bổ, mang hết lên đây. Đối với ta, tiền không quan trọng, nghe không? Dạ vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ lo liệu cho ông ngay đây ạ. Ông chủ quả là biết hưởng thụ ạ. Mosuke, chúng ta rẽ vào thị trấn bên cạnh đi. Ở đó có mấy người hẹn lấy hàng của mình đó. Hay là cậu qua đó bán nhé. Tớ còn phải quay lại có cây thông. À, còn việc đó nữa nhỉ. Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ chúc cậu sẽ tìm thấy kho báu dưới gốc cây thông như trong giấc mộng của tớ nhé. Cảm ơn cậu. Vậy chúng ta chia tay nhau ở đây và hẹn gặp nhau ở nhà nhé. Tạm biệt cậu. Tạm biệt Mosuke. Chúc cậu may mắn. Trời ơi, sao lại có những mảnh bình dở ở đây? Lẽ nào đã có người khác đào kho báu ở dưới này rồi sao?
Thế là đi tông 10 đồng tiền vàng của mình rồi. Thứ nhất trong thứ bảy, những dòng chữ này có ý nghĩa gì nhỉ? Thứ nhất trong thứ bảy ư? Liệu có thể là gì được nhỉ? Đây nhất định là một ám chỉ gì đó về kho báu. Thử suy nghĩ thêm xem nào. À ha, đúng rồi. Nếu mình suy đoán không nhầm thì thứ nhất trong thứ bảy nghĩa là còn 6 bình nữa ở dưới. Thử đào thêm xem sao. Sáu cái bình chứa đầy tiền vàng. Đúng là thứ nhất trong thứ bảy, nghĩa là có tất thảy 7 bình vàng. Giấc mơ kỳ diệu đã trở thành hiện thực. May quá, suy chút nữa thì mình đã bỏ lỡ mất rồi. Là ôi, xin lỗi ông có sao không? Hình như ông ta say quá rồi thưa ông chủ. Buông tay ta ra. Ngươi đừng tưởng giàu có mà đi nghênh ngang ở ngoài đường như vậy. Đừng có coi thường ta. Trước đây ta cũng từng là người giàu có như ngươi đó. Một người ăn mày như ngươi cũng từng là người giàu tiền của như ông chủ ta sao? Chứ sao, ta từng sở hữu một bình chứa đầy tiền vàng ở dưới gốc cây thông. Mà giờ do tiêu pha phóng túng nên ta mới thành bộ dạng thế này đây. Cuộc đời thật trớ trêu. Chẳng lẽ đó là người đã đào được bình chứa vàng đầu tiên hay sao? Sao rồi, Mosuke? Mình đến xem giấc mộng kỳ diệu của mình đã đem lại cho cậu những gì. Mình muốn sử dụng số vàng mà thần thánh đã ban cho mình một cách hữu ích. Mời cậu vào nhà uống rượu sake ngon nhất mà mình mới nấu. Mosuke thường chia tiền vàng cho những người nghèo khổ. Cậu nói rằng đó là một cách để chia sẻ vận may. Về phần mình, bằng cách chi tiêu tiết kiệm và biết cách kinh doanh, anh ngày càng giàu có hơn mỗi ngày. Cơ hội thường đến một cách ngẫu nhiên, nhưng thành công lại chỉ dành cho người biết nắm bắt cơ hội và kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Sự tích núi nàng tiên chú khách. Mau lên, ngày hội dệt vải dưới trần gian sắp diễn ra rồi đấy. Chắc là đẹp lắm đó. Ồ, đẹp quá. Ta chưa từng thấy tấm vải nào lại đẹp đến thế. Bẩm Ngọc Hoàng, nghe nói người dệt ra tấm vải này chính là một cô gái có bàn tay khéo léo nhất vùng đấy ạ. Sao thế? Mới có chớp mắt mà tấm vải đã bị thu lại rồi. Bẩm Ngọc Hoàng, thời gian diễn ra hội ở dưới hạ giới đã hết ạ. Có lẽ họ đã thu tấm vải để mang vào cung dâng lên nhà vua rồi ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, người quên mất là thời gian một ngày dưới hạ giới chỉ bằng một cái chớp mắt trên thiên đình sao ạ? Đúng vậy ạ, thần còn chưa kịp nhìn tấm vải, tiếc quá. Ta cũng vậy, tấm vải đẹp quá, ta ngắm chưa thỏa mắt thì đã hết hội mất rồi. Ta muốn ngắm lại tấm vải đó, làm cách nào đây? Bẩm Ngọc Hoàng, vậy chi bằng hãy cho người xuống hạ giới mua lại tấm vải đó mang lên thiên đình là được ạ. Chẳng phải tấm vải đó đã được mang vào cung vua rồi sao? Ta sao có thể mua lại tấm vải đó được chứ? Bẩm Ngọc Hoàng, vậy người hãy để chúng thần xuống đó đề nghị họ dệt lại tấm vải khác rồi mang lên thiên đình. Phải rồi, cũng chỉ còn cách đó thôi. Hai nàng tiên, ta giao việc này cho hai người đó. Mau chóng mang tấm vải đẹp như vậy về đây cho ta. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. À, cô gái mà các cô đang tìm ở trong làng này đó, nó tên là Mến, con bé dệt vải đẹp nhất vùng. Nó được mệnh danh là có đôi bàn tay ngọc đấy. Nhà con bé Mến ở đằng kia, đi đến cuối đường, tới gốc cây đa thì rẽ phải là tới. Cảm ơn cụ ạ. Chúng cháu đi đây ạ. Các cô hỏi ai thế ạ? Chúng tôi là người trong cung. Chúng tôi muốn hỏi cô gái tên là Mến, dệt vải đẹp nhất vùng,
để đặt cô ấy dệt một tấm vải đẹp như tấm vải trưng bày trong ngày hội vừa rồi đó. Người của triều đình ư? Nếu là người của triều đình thì chắc chắn họ sẽ mua tấm vải với giá rất cao. Tấm vải hôm trước bán ở hội cũng vậy mà. Tôi chính là Mến, người các cô cần tìm đó. Vậy thì hãy mau dệt cho chúng tôi một tấm vải để chúng tôi mang vào cung. Cô dệt ngay đi nhé, chúng tôi sẽ chờ. Ôi, tấm vải đó phải dệt 3 năm mới xong cơ. Các cô hãy đặt cho tôi chút tiền, 3 năm sau quay lại lấy vải nhé. Những 3 năm ư? Lâu vậy thì sao chúng tôi chờ được? Tôi là người dệt vải nhanh nhất rồi đó, không có ai dệt được nhanh hơn tôi đâu. Thế này thì không được. Hay chúng ta đưa cô ấy lên thiên đình dệt vải, một tháng trên trời bằng mấy chục năm dưới hạ giới. Vậy chẳng phải là đưa cô ấy lên thiên đình thì tấm vải sẽ sớm hoàn thành ư? Vậy cũng được. Này cô, nói thật, chúng tôi là tiên trên trời. Ngọc Hoàng muốn ngắm nhìn tấm vải cô dệt nên sai chúng tôi xuống đây mua một tấm. Không ngờ để dệt một tấm mất đến 3 năm. Vậy nên chúng tôi muốn cô theo chúng tôi lên thiên đình dệt vải. Một ngày dưới hạ giới chỉ bằng cái chớp mắt trên thiên đình. Cô lên đấy thì chẳng mấy chốc sẽ dệt xong tấm vải thôi. Trời ơi, thật là tuyệt vời. Tôi được lên thiên đình dệt vải cho Ngọc Hoàng sao? Tức là trong những ngày dệt vải, tôi sẽ được sống ở trên thiên đình như các vị thần tiên ư? Đúng vậy, cuộc sống trên thiên đình rất tuyệt. Vậy thì còn gì bằng, hãy mau đi thôi các nàng tiên. Không được, còn người chồng sắp cưới của ta thì sao? Ta không muốn bỏ lại chàng ở dưới hạ giới để một mình hưởng sung sướng trên thiên đình. Ta sẽ nghĩ cách để các nàng tiên phải mang chàng ấy theo. Phải rồi, có cách rồi. Các nàng tiên ơi, nhưng trên thiên đình làm gì có khung dệt vải? Hãy cho tôi mang theo một người thợ đóng khung dệt được không? Khung dệt ư? Cô yên tâm, thiên đình không thiếu gì khung dệt cho cô đâu. Không được, phải là khung dệt mà tôi vẫn thường sử dụng mới ra được tấm vải ưng ý. Vậy à? Được, cô cứ mang theo một người thợ giỏi nhất, miễn là làm ra được tấm vải thật đẹp. Anh khách ơi, mau ra đây. Có chuyện gì thế? Đây là người thợ làm khung dệt giỏi nhất vùng này đấy ạ. À, các nàng hãy mau cho chúng tôi lên thiên đình đi. Được, vậy chúng ta cùng đi. Vừa nghe thấy tiếng chị Đan và anh khách nói chuyện với ai đó ngoài này cơ mà. Họ đi đâu mà nhanh thế? Anh khách ơi, đúng là thiên đình đẹp quá đi mất. Ước gì chúng ta được ở đây mãi. Nếu được ở đây, chắc chúng ta cũng sẽ trường sinh bất tử giống các vị thần và các nàng tiên trên thiên đình đó. Tuyệt quá, mong sao Ngọc Hoàng sẽ giữ chúng ta ở lại nơi này. Anh khách, sao anh đóng khung lâu thế? Em biết thừa là anh có biết đóng khung đâu. Từ từ, anh đang mò mẫm đây. Sao khó thế nhỉ? Ta chờ đã một tuần rồi mà chúng vẫn chưa đóng xong khung dệt. Hai nàng tiên, sao lại có chuyện thế này? Bẩm Ngọc Hoàng, thần cũng không biết ạ. Không hiểu sao, rõ ràng họ là những người đóng khung và dệt vải giỏi nhất vùng mà. Bẩm Ngọc Hoàng, hai người kia là giả đó ạ. Người nói rõ xem nào. Bẩm Ngọc Hoàng, cô gái kia chỉ là chị em với cô dệt vải đẹp nhất vùng thôi ạ. Nhưng vì cô ta có ngoại hình rất giống với người em của mình nên cô ta đã giả danh để được lên thiên đình thôi. Còn người đàn ông tên khách kia là chồng sắp cưới của cô ấy. Hắn ta làm nghề đánh dậm, chẳng biết đóng khung dệt đâu ạ. Thì ra là vậy. Hai người dám lừa dối ta sao? Tôi này đáng muốn chết.
Bẩm Ngọc Hoàng, xin Ngọc Hoàng tha tội. Cũng vì nghe thấy được lên thiên đình nên thần thích quá mới giận bừa. Thần cũng vậy, không có ý lừa Ngọc Hoàng, xin người bao dung mà cho chúng thần được sống ạ. Tội này là do hai nàng tiên đã bất cẩn, không kiểm tra thật kỹ, đã vội đưa lên thiên đình. Hai nàng tiên, hãy mau đưa hai con người này trở lại trần gian. Từ nay không được phép đưa người trần lên thiên đình nữa. Hai nàng tiên, hãy cho chúng tôi ở lại thiên đình một ngày nữa thôi. Cảnh thiên bồng này đẹp quá, cuộc sống nơi đây cũng thật là sung sướng. Đúng vậy, cho chúng tôi ở thêm một ngày trên này đi mà. Các ngươi đã lừa ta, khiến ta bị Ngọc Hoàng trách móc, vậy mà giờ còn dám mở lời xin xỏ ư? Các ngươi thật là không biết điều. Đã thế, chúng ta sẽ không đưa các ngươi về hạ giới nữa. Hãy tự về đi. Đang đi lưng chừng trời, khách và cô gái cứ đòi ở lại thiên đình. Hai nàng tiên tức quá liền thả ra. Khách và cô gái rơi xuống vách núi. Cô gái vì muốn được lên trời dệt vải nên đã lừa Ngọc Nữ rằng mình chính là cô gái dệt vải giỏi. Chỉ vì thói gian dối mà khi họ chưa về đến hạ giới đã bị thần thù phép thuật, họ mắc lại giữa chơi vơi đất trời. Từ đó, người ta gọi nơi hai người rơi xuống là núi Nàng Tiên Chú Khách. Hiện nay, ngọn núi này đang ở địa phận Nà Hang, Tuyên Quang. Trên vách núi Nàng Tiên Chú Khách còn in rõ hình ảnh đôi nam nữ đứng cầu mong sự giúp đỡ. Đấu trí với quan huyện bất tài. Ôi, dinh thự kia là của quan tài tử đấy. Chào ôi, trông nó mới nguy nga tráng lệ làm sao. Ôi chào, nguy nga thì cũng chỉ là tiền của dân mà ra thôi. Sao ông lại nói như vậy chứ? Ông chẳng biết gì cả. Quan tài tử nổi tiếng là ăn hối lộ. Tất cả tiền ông ta kiếm được cũng đều là do tham ô mà ra thôi, chứ chẳng phải vị quan thanh liêm gì đâu. Vậy cơ à? Dạ bẩm quan. Có chuyện gì? Đúng đấy, có gì thì nói nhanh lên, để cho quan còn đi nghỉ nữa. Có tin rằng quan huyện bên khi biết tin quan ốm đã cử Lê Khải tới hỏi thăm và biếu quà để quan huyện dưỡng bệnh ạ. Cái gì? Sao lại cử Lê Khải đó tới chứ? Theo hạ thần biết thì chỉ 3 canh giờ nữa Lê Khải sẽ tới dinh thự của ta ạ. Tên Lê Khải ấy vốn là một kẻ bị nhiều quan lại ghét, mới hay tìm cách tố cáo các tham quan. Mà thời này ai chả tham quan, không tham quan sao mà sống? Đúng vậy thưa quan, không tham thì sống sao được chứ. Tên khôn ấy muốn gây dấu ấn với nhà vua, cứ móc quấy hết quan nọ tới tướng kia, trong đó không tránh cả mình. May mà mình chưa lần nào hẳn có chứng cứ. Đây là một kẻ nguy hiểm, cần tránh xa, kéo con đường quan lộ trắc trở. Đúng vậy thưa quan, thần là thần cũng rất ghét tên Lê Khải ấy. Chẳng biết học vấn uyên thâm hay không, mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, ra vẻ mình là người trượng nghĩa, ghét lắm cơ quan ạ. Ta phải tìm cách để Lê Khải đáng ghét ấy tránh xa nơi này, không dám động hay nói khấy ta nữa lời. Nhưng làm cách nào nhỉ? Vậy người tính sao? Nếu chúng ta tìm cách để làm nhục hắn. Làm nhục hắn à? Có cách nào? Người nói ta nghe. Quá là một ý kiến hay. Người đâu? Hãy cử ngay 10 tên lính khỏe mạnh nhất tập trung tại cổng dinh thự cho ta. Lần này ta nhất định sẽ làm cho hắn phải xấu hổ trước muôn dân. Tuân lệnh. Nhanh cái tay lên cho ta. Nhất định các ngươi sẽ phải khoét xong cái lỗ ở chân tường trước khi tên Lê Khải đáng ghét đó đến. Ta thấy các ngươi thật chậm chạp, nếu làm hỏng việc của quan thì các ngươi chết chắc đấy nhé. Nhưng tôi không hiểu, quan định đào lỗ để làm gì vậy ạ? Tự dưng lại phá tường dinh thự ra, phí quá. Phí là phí thế nào? Để làm bẻ mặt được tên Lê Khải đó thì kể cả đập bức tường này đi, ta cũng sẽ làm. Vậy ý quan là dùng cái lỗ này để làm bẻ mặt tên Lê Khải ạ?
Các ngươi đúng là đồ ốc bả đậu thì làm sao hiểu được chứ? Quan của chúng ta sẽ bắt hắn chui qua cái lỗ này. Làm gì có chuyện ta đường hoàng cho hắn bước chân vào dinh thự của quan một cách dễ dàng vậy chứ? Và lúc đó hắn sẽ phải nhục nhã mà chui qua lỗ trước con mắt của mọi người. Nghĩ tới cảnh đó là ta lại thấy vui rồi. Quan thật thông minh, đúng là một cách hay. Hay, nhanh cái tay lên, khoét cái lỗ đó cho ta. Vừa một người chui qua thôi, nghe chưa? Tuân lệnh quan quyện. Để rồi xem ngươi sẽ vào dinh thự của ta như thế nào chứ. Lần này thì ngươi tha hồ mà cười vào mặt tên Lê Khải đáng ghét đó rồi ạ. Tất nhiên rồi. Xin chào ngài, tôi là lính cận thần của quan quyện, được phân công đón tiếp ngài. À, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh. Biết tin quan của các anh ốm nên quan của chúng tôi mới mang sang chút quà mọn, mong quan quyện tài tử sớm khỏi bệnh. Dạ, mời ngài vào, quan quyện đang đợi ngài bên trong ạ. À, ê, sao ngài phải vội vậy chứ? Lối đó không phải rồi. Mời ngài, đây mới chính là lối đi dành cho ngài. Ý anh là sao? Cái lỗ trên tường thành kia chính là cửa ra vào dành cho ta sao? Dạ đúng vậy, đó chính là ý chỉ của quan quyện. Xin mời ngài vào. Không được, ngài ấy là cố vấn của quan quyện ta, cũng được coi là bộ mặt của quyện ta. Tại sao lại có thể chui vào cái lỗ đó để vào dinh thự này được chứ? Ở dinh thự quan tài tử của chúng tôi có quy định như vậy. Lối đi cho khách riêng, lối đi cho người nhà riêng, đó là luật bất thành văn rồi. Chẳng lẽ ngài Lê Khải đây có ý làm khác sao? Ngươi... Thôi được rồi, ra tôi cũng là người quan trọng, có hẳn một lối để đi riêng cho mình cơ đấy. Dạ bẩm quan, thế này là không được, chúng ta mau về thôi. Không cần, ta đã đến đây mà tự ý đi về thì thật là không phải phép. Đã đến rồi thì phải vào chứ. Nhưng... Ngươi cứ để ta. Mời ngài, quan đang đợi bên trong. Được rồi, vậy phiền anh hãy vào bấm báo với quan quyện và cho ta gửi lời hỏi xem đây là nơi nào. Nếu đây là cẩu huyện thì ta sẽ vào nhà bằng cái lỗ bé tí này. Sao ngài có thể nói như vậy chứ? Đây là dinh thự của quan tài tử nổi tiếng trong cung. Ngài nói vậy có khác nào nói... Phiền anh, hãy cứ vào bấm báo như vậy. Cái gì? Hắn dám nói như vậy sao? Đúng vậy thưa quan, hắn quả quyết và nhất định đòi hỏi quan cho bằng được rằng đây có phải là cẩu quyện hay không. Nếu đúng nơi đây là cẩu quyện thì hắn sẽ đi vào qua cái lỗ đó ạ. Thật là hắn muốn làm ta tức chết đi mà. Giờ phải làm sao đây thưa quan? Còn làm sao nữa? Nếu giờ cứ khăng khăng bắt hắn chui qua cái lỗ đó thì khác nào nói dinh thự của ta là nơi dành cho chó chứ. Tức thật đi mà. Vậy giờ cứ để hắn đường hoàng đi vào bằng cửa chính ạ. Còn phải hỏi sao? Mở cửa chính cho hắn gì? Đừng để hắn nói bất cứ câu linh tinh nào nữa, thật là bực bội. Dạ mời ngài vào bên trong, quan quyện đang đợi ngài ạ. Thật là may mắn quá, nơi ta đến không phải là cổ quyện, quá ra là một dinh thự đẹp nguy nga và tráng lệ thế này cơ đấy. Ôi, quan bên đó cứ khách sáo làm gì? Sức khỏe của ta vẫn ổn, có gì đâu mà phải quà cáp thế này làm ta ngại chứ. Dạ bẩm quan quyện, xin người hãy cứ nhận cho. Tôi biết ở cái vùng này ngài chẳng thiếu bất kỳ thứ gì cả. Thuốc thang quý thì cứ phải gọi là chất đóng một kho, đồ ăn ngon thì có khi cho dân ăn cả năm không hết. Nhưng dù sao thì đây cũng là nhã ý của quan quyện chúng tôi. Ngài ấy tốt bụng lắm, ngay cả đến tên ăn xin bị bệnh quan của tôi còn giúp đỡ cơ mà. Hắn nói vậy khác nào ví ta với một tên ăn mày cơ chứ. Ôi, vậy thì quan quyện bên đó có tấm lòng bao dung độ lượng nhỉ. Nhưng tôi không hiểu, ngài ấy trông thì thật tốt bụng đấy, nhưng không thông minh trong cách dùng người cho lắm. Ý của quan quyện là sao? Xin cứ nói.
À thì ta thấy bên huyện đó còn có rất nhiều người có tài, thông minh, nhanh nhạy, nhưng cớ sao lại cử một người bất tài như Lê Khải đây sang biếu quà chứ? Ngươi cười cái gì chứ hả? Ta nói sai sao? Không, ngài nói đúng, nói rất đúng, chỉ là ngài chưa hiểu quy định ở bên huyện tôi thôi. Huyện ngươi cũng có quy định ư? Đúng vậy, từ cổ chí kim đến nay, huyện tôi có một quy định rằng khi cử người đi huyện nào phải căn cứ vào tình hình huyện đó mà xác định. Hiền thần có tài thì được cử đi gặp quan huyện có tài, còn người không có tài thì đi gặp quan huyện vô dụng. Còn tôi tự nhận thấy mình là một người bất tài nhất huyện, vì thế mới được cử đến gặp quan huyện đây chứ. Ngài thấy tôi nói có đúng không ạ? Người dám! Tôi đến đây thay mặt quan huyện liêm chính bên tôi, trước là để thăm hỏi sức khỏe ngài, sau là để biếu ngài ít lễ vật để bồi bổ. Này thấy ngài cũng phần nào khỏe mạnh, tôi lấy làm yên tâm lắm. Tôi xin phép ra về. Lê Khải, người được lắm, được lắm. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, chỉ có bình tĩnh, vận dụng trí tuệ để ứng phó thì mới có thể hạ được đối thủ, giữ được thanh danh cho mình. Cứu con bò. Ngày xưa ngày xưa, ở vùng quê của Ấn Độ có chàng trai lương thiện tên là Narad, thường đi du du khắp nơi để có thêm vốn sống. Mình cũng đã đi cả một ngày ròng rã rồi, giờ có lẽ là mình cần phải nghỉ ngơi ở đây chút nữa, sau đó lại tính tiếp vậy. Chào chàng trai, dạ đi tới đây thì đói quá, xin cậu làm ơn cho dạ chút gì đó vào bụng, có được không ạ? Dạ, đây ạ. À, cháu biếu cụ túi bánh này. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng và rộng rãi. Dạ, không có gì đâu, cụ đừng khách sáo ạ. Cháu giúp gì được cụ, cháu cũng vui lòng. Nhìn cậu, có vẻ như là người từ xa đi qua đây, có đúng không? Dạ vâng, cháu đi từ xa tới đây ạ. À, cháu đi du du khắp nơi để mở mang đầu óc. Đích tới cuối cùng của cháu là có thể đến và gặp thần Vishnu để được thần khai thông về trí tuệ. Ồ, hóa ra cháu muốn tới chỗ thần Vishnu ư? Dạ vâng, nhưng hiện tại thì cháu cũng chưa biết tiếp tục đi con đường nào, không biết chỗ của thần Vishnu còn xa không. Ta cũng nghe nói về vị thần Vishnu ngự trên đỉnh núi Hylas quanh năm tuyết trắng bao phủ. Nếu cháu muốn đến đỉnh núi đó thì cháu cứ đi thẳng băng qua ba thung lũng, sau đó cháu qua ba ngọn núi, hai dòng sông nữa là có thể đến được ngọn núi nơi thần ngự. Dạ vâng, cháu cảm ơn cụ ạ. Vậy cháu xin tiếp tục lên đường ạ. Chào cháu. Ôi, sao lại có tiếng bò kêu thảm thiết quá. Có lẽ chỉ ở xung quanh đây thôi. Một con bò bị sa xuống đầm. Nó có vẻ đang khó nhọc mà không thể nào lên được trên bờ. Xem nào, phải làm sao để giúp nó lên bờ đây. Ôi, một con bò bị lạc. Số ta hôm nay gặp hên rồi. Nó đã lún sâu rồi. Anh bạn, để tôi giúp anh một tay kéo con bò lên nhé. Hắn ta mà động vào thì nhỡ đâu tí lại tranh giành con bò này với mình thì sao. Thôi cứ đuổi cổ hắn ta ra chỗ khác khỏi phiền. Đi ra chỗ khác. Đây là con bò của ta. Bắt được, nó sẽ là của ta. Ngươi định giả vờ giúp ta rồi lát đòi chia phần chứ gì? Đừng có hòng, ta không mắc lừa đâu. Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó đâu. Sức một người không thể kéo được con bò lên bờ. Tôi chỉ định cùng anh hợp sức thôi. Thôi, không nói nhiều lời, đi ra chỗ khác,
không ta lại tấn cho một trận bây giờ. Cái con bò khốn kiếp này, sao mày mãi cứ đứng yên một chỗ như vậy? Tay ta lằn đỏ lên hết cả rồi, không thể kéo thêm được nữa. Thôi, đứng kéo nó lên mãi có được đâu. Đồng bọn mình đang đợi bên làng, giờ cứ cố kéo nó không những không được mà còn lỡ hết việc. Đúng là vừa mất thời gian đã vừa tốn sức vì con bò ngu ngốc này. Là vàng thật sự. Tại sao lại có những đồng tiền vàng ở đây thế này? Hôm nay mình thật là hên, không lấy được con bò thì bù lại nhặt được tận mấy đồng vàng. Tội nghiệp mi quá, chắc vừa rồi đau lắm phải không? Một mình thì sao có thể đẩy được nó lên trên bờ đây? Ôi, con bò của anh bị sa xuống đầm sao anh bạn? Không ạ, chắc nó bị đi lạc chủ. Tôi cũng từ xa đi ngang qua đây. Thế à, chắc chủ nó đang cuống cuồng đi tìm khắp nơi đấy. Để tôi giúp một tay cứu nó lên nào. Vâng, vậy thì chúng ta cùng làm, chắc sẽ đẩy được nó lên thôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đẩy được nó lên. Nó ngâm mình với bùn lâu, chắc cũng thấm mệt rồi đấy. Vâng, nhiệm vụ bây giờ là làm sao chúng ta có thể báo cho chủ nhân của nó biết con bò đang ở đây, để họ đến tìm nó mang về. Phía đằng xa kia có một ngôi làng, tôi đoán đó là nơi ở của chủ nó. Giờ tôi đi ngang qua, tôi sẽ rẽ vào đó để thông báo. Người nào có bò tức khắc sẽ ra đây nhận thôi. Vâng, thế thì tốt quá, anh thật là tốt bụng. Thế nha, chào anh, tôi đi đây. Vâng, chào anh ạ. Ôi, khẽ thôi anh bạn, tôi đau quá. Đây là chỗ cái hố bẫy thú mà thợ săn đặt ở chỗ này. Khổ thân anh, anh hiền lành tử tế như thế mà gặp đen đủi, chẳng như tên béo ban nãy, xấu tính nhưng cuối cùng lại gặp hơn. Hay, cuộc sống này làm gì có công bằng đâu. Tôi thấy tôi sống cũng không tệ mà toàn gặp đen đủi thôi à. Nhất định khi đến gặp thần Vishnu, mình phải hỏi cho ra lẽ. Một thời gian sau. Kính chào thần Vishnu. Sau nhiều ngày đường vất vả lặn lội thì cuối cùng tôi cũng đã được tới đây để quỳ gối trước người. Ta rất hài lòng trước tinh thần mộ đạo cùng với tấm lòng thành của nhà ngươi khi tới đây. Hỡi Narad lương thiện. Dạ, thưa thần Vishnu tôn kính. Trên đường đi tới đây, có điều này tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra ạ. Có điều gì, nhà ngươi cứ nói ra đi. Dạ thưa thần Vishnu, trên đường tới đây tôi đã gặp một con bò bị sa xuống dưới đầm. Hai người đàn ông cư xử trái ngược nhau, nhưng kẻ xấu tính thì gặp may bắt được tiền vàng, còn người đàn ông tốt bụng thì lại bị ngã suýt mất mạng. Tôi thấy cuộc sống này thật bất công thưa người. Ngươi thấy cuộc sống không công bằng sao? Dạ vâng ạ. Tại sao anh chàng say tốt bụng đáng ra sẽ gặp may mắn thay vì đen đủi như vậy ạ? Ngươi hãy nhìn vào tấm gương này. Tên trộm kia kiếp trước làm được nhiều việc tốt, nên kiếp này lẽ ra anh ta có thể sống hào hiệp, có lòng lương thiện mà cứu giúp con bò gặp nạn. Anh ta sẽ phát hiện được cả một kho báu, song vì hành động ích kỷ nên chỉ nhận được vài đồng vàng. Vậy sao ạ? Thế còn anh chàng lương thiện Jay thì sao thưa thần? Trong khi đó, anh chàng Jay đã đến ngày tận số, lẽ ra hôm nay bỏ mạng ở nơi này, nhưng vì thấy tai họa mà ra tay cứu giúp nên chỉ bị ngã thôi. Ồ, hóa ra là như vậy sao ạ? Những gì ngươi thấy chỉ là bề mặt, chớ nên vì thế mà vội vã kết luận và bi quan vào cuộc sống này. Dạ vâng thưa thần, con hiểu rồi ạ. Có những thứ chúng ta nhìn thấy là thế, nhưng chưa chắc đã phải vậy. Cho nên cứ sống tốt và làm đúng bổn phận của mình, chớ vì những chuyện không như ý trước mắt mà vội vã than trách. Con cảm ơn thần ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.